Chúng ta của 8 năm sau, Lâm và Dương 8 năm sau gặp lại. Vậy là thoát cái, đã 8 năm trôi qua, Dương và Lâm giờ đây không còn là những cô gái, cậu thanh niên bồng bột của tuổi thanh xuân. Họ đã trở thành những con người khác. Tuy nhiên, trong trái tim họ vẫn luôn mang theo những ký ức ngọt ngào của tình yêu năm ấy, cũng như vết sẹo lòng chưa thể nguôi ngoai về nỗi đau xa cách. Ánh Dương, một cô gái trong sáng, luôn hướng về phía trước, hướng về mặt trời. Ánh Dương mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, đầy áp niềm tin vào cuộc sống. Tuy rằng trong cô luôn đau đớn một nỗi lòng khi cô biết bố ruột của cô đã bỏ mẹ con cô đi và phải sống trong những khao khát mong ngóng được gặp bố. Nhưng để rồi khi gặp bố, cô đau đớn, để rồi biến thành nỗi hờn giận và không nhận lại bố. Cùng với đó thì Dương lại nghẹn ngào khi thấy Lâm đã bán đứng đi tình yêu, niềm tin của mình bằng một thỏa thuận tiền bạc danh vọng với ông Quảng, bố của cô. Vậy là những biến cố mất mát khiến cho Dương lại phải chịu nhiều nỗi đau giằng xé trong lòng. Để rồi suốt quãng thời gian đó, từ một cô gái tươi sáng, Dương đã lao thẳng xuống hố sâu đen tối. Cô trở thành một kẻ bất cần, cả lơ, sống không mục đích. Tuy nhiên, khi đương đầu với những thử thách, Dương vẫn là người quyết liệt, dám nghĩ dám làm, khao khát được trở về với con người của chính mình của 8 năm trước đây. Còn Lâm, một chàng trai tự tin, năng lực và có khát vọng, dù mang trong mình trái tim yêu chân thành, cho Dương những đối mặt với nghịch cảnh, anh buộc phải lựa chọn làm tổn thương người con gái mình yêu. Trước những dồn ép của ông Quảng, cũng như cảm thấy mình cần phải thành công mới có thể bảo vệ được cho Dương, nên anh đã quyết định lựa chọn như vậy, để rồi đã phải không thể nhận được sự tha thứ của Dương. Gặp lại Dương sau 8 năm, Lâm giờ đây đã đủ bản lĩnh, đủ sức gánh vác và có thể bù đắp những thiệt thòi mà Dương phải chịu. Tuy nhiên, đó cũng là lúc anh phải chấp nhận nhìn người mình thương bên cạnh người khác, đó chính là bác sĩ Tuấn. Và sau 8 năm, câu chuyện của họ lại tiếp tục bắt đầu, nhưng giờ đây lại đầy những ai oán. Khi giữa cả hai vẫn còn đó như in những ký ức ngọt ngào năm xưa, khiến cho trái tim cả hai đầy những thổn thức. Nhưng giữa họ giờ đây lại những khoảng cách, bởi mỗi người đều có một cuộc sống riêng, và đặc biệt là Dương đã có sự quan tâm, chăm sóc của bác sĩ Tuấn. Liệu rằng Lâm và Dương ở hiện tại sau 8 năm có thể tìm lại thấy nhau thêm một lần nữa, khi mà giờ đây giữa họ lại đầy những khoảng cách cản trở? Mời bạn cùng đón xem những diễn biến hấp dẫn tiếp theo trên sóng VTV3 vào 21:40 các tối 2-3-4 hàng tuần. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.